Cúi đầu của Tiến Dũng. Cúi đầu của Duy Mạnh. Đức Huy phá bóng mạnh. Giây thứ 55. Giây thứ 56, 57. Tiến Dũng. Hết 4 phút bù giờ rồi. Tiếng còi của trọng tài ơi. Phát bóng mạnh lên. Hãy cùng chờ tiếng còi lịch sử của trọng tài. Câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam đã đến. Chúng ta đã góp mặt ở vòng tứ kết của giải châu lục. Điều kỳ diệu mang tên Việt Nam đang được viết tờ giải U23 châu Á. Thật là nghẹn ngào, thật là xúc động. Những chiến binh của chúng ta đã chiến đấu quả cảm cho thành tích lịch sử này. Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Chúc mừng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã trở thành đội bóng thứ hai của Đông Nam Á có mặt ở tứ kết. Và đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là các cầu thủ Iraq. Trận đấu cùng giờ giữa Hàn Quốc và Australia cũng đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-2 dành cho U23 Hàn Quốc. U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam là hai đại diện ở bảng D góp mặt ở vòng tứ kết. Xin chúc mừng những chiến binh của U23 Việt Nam, những người hùng của U23 Việt Nam. Và cách mà báo chí châu Á thường gọi là những ngôi sao vàng đang thực sự tỏa sáng trên bầu trời ở Thường Thục.